Em có con xe này nữa, lên sóng cho toàn thể các bác xem. Chiếc xe khá là hay luôn, với số tiền các bác bỏ ra chỉ có trên 200 triệu đồng thôi, toàn thể các bác đã có thể mình sở hữu mẫu xe này rồi. Mẫu xe Toyota Vios số tự động các bác nhá. Còn đây là phần nội thất bên trong của xe. Các bác nhìn xem, cần số tự động zig zag của xe đây ạ. Đấy. Và chiếc xe này cũng đã được thiết kế một cái màn hình cỡ lớn rồi các bác nhìn này. Đấy. Rồi có túi khiên toàn nhá. Đây. Và nằm ở giữa vô lăng bên kia nữa. Đây các bác nhá. Vô lăng có túi khí này, có tích hợp bàn phím ở trên vô lăng này. Đấy, logo đây, phím còi đây, các bác nhìn xem. Chiếc xe với phần vô lăng rất đẹp vì là chạy ít mà, đúng không ạ? Rất đẹp luôn các bác nhá. Đấy, nội thất của xe là màu đen và là màu kem. Bên ngoài của xe là màu ghi. Một mẫu xe thần thánh, mẫu xe mà nó rất ít xăng, cực kỳ bền bỉ và tiết kiệm chi phí, tiết kiệm nhiên liệu các bác nhá. Đây các bác nhìn xem. Hiện tại thì em mới nhập được về xong. Bác nào quan tâm, bác nào đang có tập tiền trên 200 triệu đồng muốn mua một chiếc xe Vios số tự động thì đây rồi các bác nhá. Em thấy người ta vẫn nhiều người vẫn bán tầm khoảng 300 đến trên 300 triệu đồng đấy ạ. Thế nhưng mà bên em chỉ bán hơn 200 triệu vừa phải thôi các bác nhá. Đấy, không phải là đến gần 300 triệu đồng đâu. Vâng, chỉ còn trên 200 triệu đồng thôi. Bác nào quan tâm cứ mạnh dạn gọi điện cho bên em để bên em chốt giá đẹp nhất cho mình nhá. Đây, các bác nhìn xem, em đang đi một vòng xung quanh để các bác mình ngắm qua. Thì em sẽ quay kỹ nhá. Các bác nhìn xem phần đèn hậu cho đến đèn pha xe rất là mới luôn. Có la răng đúc và có phanh ABS, có phanh đĩa 4 bánh liền các bác nhá. Đấy, nội thất của xe thì rất là tươi mới rồi. Và trong clip này em sẽ review làm sao kỹ, chi tiết nhất cho toàn thể các bác ngắm về xe. Đấy, các bác mình hãy liên hệ cho bên em theo 3 số hotline 0938586307 hoặc 0389000555 hoặc 0335838389 nha các bác. Dạ vâng, bây giờ thì em sẽ quay chi tiết cho các bác mình xem đây. Vâng, và đây là cái phần mép cánh cửa của chiếc xe này. Đấy, các bác nhìn xem keo chỉ vẫn còn này. Và bốn cái vân tắp lên cánh cửa xe đồ nhựa nó còn rất là mới nha các bác nhìn này. Đấy, em quay kỹ, quay làm sao chậm chậm chút cho các bác ngắm. Đấy, các bác nhìn xem đồ nhựa nó mới chưa. Dạ vâng, quá mới luôn đúng không ạ? Còn đây là công tắc tím bấm, hệ thống kính điện và chốt cửa các bác nhá. Đấy, loa được làm ở phần cánh cửa đây. Đấy, vách cửa khung gầm xe là không mục mọt gì. Còn đây là gương chỉnh điện và cục gương tự động khi mình ấn vào nút này các bác nhá. Đấy, chỗ này là mở cốp, đấy, mở xăng và đây là mở cabo. Bộ ghế da của xe là màu kem. Đấy, còn rất là mới luôn các bác nhá. Và đây là phần vách cửa nhá, vách cửa của xe rất là sáng các bác nhìn xem này. Ok chưa ạ? Chân nỉ nguyên bản theo xe, được bọc ni lông bên ngoài. Đấy, bên trong lì rất mới luôn các bác nhá. Các bác nhìn xem, đối với phần nhựa các bác nhìn này, cũng rất là mới luôn này. Đấy, rất là mới luôn, sàn bọc da rồi. Đấy, tôn vỏ xe đây, rất là căng bóng luôn. Rất là căng bóng các bác nhá, cửa đóng êm ái và rất là nhẹ. Đấy, cái gioăng cửa, số chi tiết xe, các bác nhìn xem này. Những cái gioăng cửa xe còn đẹp, không bị sứt rách gì cả nhá. Đấy, phần mép cánh cửa ở đây các bác nhìn xem, ok chưa? Đấy, và đây là phần tắt đi cái cửa xe nha các bác nhìn xem nhá. Ok chưa? Các bác mình xem kỹ cho em, xong là cứ mạnh dạn nhấc máy để bên em chốt giá tốt nhất cho mình nhá. Kính điện lên xuống êm ái và rất là nhẹ. Dòng xe mà nó rất là bền, rất là lành máy, cũng như là nó ít xăng, khi tầm khoảng trên dưới 5 đến 6 lít trên 100 km thôi các bác nhá, rất là ít xăng luôn. Đấy, bộ ghế tiếp theo xe đây, các bác nhìn cho em cái bộ ghế này. Ghế ok chưa? Ghế đẹp chưa này? Đấy. Có lót thảm trải sàn rồi nhá các bác. Đấy, các bác nhìn xem. Đấy, phía sau là cái một đôi loa nữa các bác nhá. Em ơi, đánh túc sơn cho anh quay luôn. Rồi. Ok nhá, đây là phần phía sau xe các bác nhìn xem, phần đèn xe rất là mới này, sơn xi giờ rất là bóng mượt đúng không ạ? Rất là bóng mượt luôn này. Ok chưa? Rất là bóng mượt luôn. Có camera lùi nhá. Biển 98 bên Bắc Giang. Thì bác nào mà có nhu cầu sang tên đổi biển, bên em sẽ hỗ trợ sang tên đổi biển cho các bác mình. Sang tên đổi chủ, chính tên, chính chủ, chính biển nhà các bác luôn các bác nhá. Vâng, các bác nhìn xem đèn này. Đấy, nước sơn này. Và bên em có hỗ trợ ship và chuyển xe trên toàn lãnh thổ Việt Nam các bác nhá. Toàn lãnh thổ Việt Nam luôn. Đây, nốt la răng đây. Đây là phần mép cánh cửa đây các bác nhá. Các bác nhìn xem, đây chưa ạ? Đấy, những cái gioăng cánh cửa xe là không hề bị sứt rách nhá. Đấy, bốn tắp đi cánh cửa xe thì đẹp mới rồi, đều nhau hết các bác nhìn này. Những cái nhựa, những cái phần nhựa ở cái phần tắp đi cánh cửa này nó chưa bị mòn tí nào nhá. Đấy, nó chưa bị mòn tí nào luôn. Đây là phần vách cửa này. Đấy. Vâng, đây nữa. Dạ vâng. Các bác có thể cảm nhận qua clip này. Các bác xem thêm gì đấy
các bác mình kết nối Zalo cho bên em nhá. Ví dụ như là hình ảnh về xe hoặc là giấy tờ gì đó các bác mình muốn biết thì hãy kết nối Zalo cho bên em gửi hình gửi video cho bác mình xem nhá. Đây ạ. Đấy, rất chất luôn. Đây, quay gần cho các bác mình xem cái đồ nhựa ở xe. Tuyệt vời đúng không ạ? Tất cả những cái phần giữa cánh cửa gọi là vách này đấy ạ, nó vẫn còn nỉ nguyên zin các bác nhá. Và những cái phần tì tay này nó chưa bị mòn, những phần nhựa là chưa bị mòn nhá. Đấy, phần nhựa là chưa hề bị mòn luôn. Đấy, dạ vâng. Đấy, các bác mình nhìn cái này cũng là rõ nét rồi đúng không ạ? Chi tiết rồi. Quay kỹ mà đúng không ạ? Xem đăng kiểm xem nào. Đăng kiểm tháng 2 năm 23 nhá. Những chiếc xe bên em lấy về nếu hết đều phải cho đi đăng kiểm hết các bác nhá. Khi các bác mình mua về là chỉ việc đi thôi, dùng thôi. Không cần phải sửa, không cần phải đầu tư mất tiền nữa nhá. Đi luôn dùng ngay thôi. Và tiếp theo là cái phần sườn, khung vỏ bên ngoài của chiếc xe. Đấy. Sơn xi rồi phần đèn các bác nhìn này. Rất sạch mắt luôn đúng không ạ? Có tích hợp xi nhan báo rẽ là ở trên gương đây. Đấy, rồi phần nước sơn bên ngoài đây các bác nhìn này. Đây nữa, ok chưa ạ? Rồi nhá, em quay gần phần thôi rồi, bây giờ quay đến phần gầm cho các bác mình xem luôn đi. Luôn đi, các bác nhìn này. Đấy, không bị mục mọt đấy nhá. Và các bác ngắm xem phần tiếp theo. Đấy, quay kỹ luôn. Được không? Các bác đang ngồi rảnh tay nhấn cho em xin những cái lần like và những lần chia sẻ nhá. Bác nào mà chưa đăng ký kênh YouTube của bên em thì hãy đăng ký xong nhấn hình, xong là nhấn cái hình quả chuông bên cạnh luôn để mỗi khi video em đăng lên các bác sẽ nhận được sớm, nhận được ngay và sớm luôn các bác nhá. Các bác phải nhấn đăng ký nút đỏ đỏ đấy ạ và nhấn thêm một hình quả chuông ở bên cạnh để mỗi khi video em đăng lên thì các bác mình sẽ nhận được ngay. Còn các bác ở trên Facebook thì các bác mình hãy bấm vào trong trang của em để xem video mới nhất của bên em. Rồi bác mình nếu mà muốn bên em báo về cho các bác mình những cái chiếc xe mới nhất bên em đăng lên thì các bác mình hãy nhấn like và nhấn theo dõi các bác nhá. Theo dõi nữa. Thì mỗi một khi em đăng một video lên các bác nhận được ngay, nhận được luôn, không bị trễ các bác nhá. Đấy, thân vỏ xe được căng đều đẹp rồi. Đấy, căng đều đẹp rồi các bác nhá. Và đây bây giờ là cái phần gầm tiếp theo xe này. Đấy, các bác nhìn xem. Vâng, như vậy là đã xong cái phần gầm của xe. Và tiếp theo là đối với phần động cơ. Máy 1.5 thôi, vô cùng là tiết kiệm nhiên liệu luôn. Cái dòng Toyota này thì kể cả như các bác mình có dùng hết đời luôn. Có dùng hết đời luôn thì những cái mẫu này máy nó vẫn không thể hỏng được nha. Rất khó để mà phải suy nghĩ lăn tăn về máy đối với dòng xe Toyota này. Đây, các bác nhìn xem phần động cơ khoang máy nha các bác. Máy lỗi in xe nhá. Mà máy số xe là chất rồi. Tốt rồi. Máy số không bàn, miễn bàn luôn các bác nhá. Dạ vâng. Video về chiếc xe Toyota Vios 2008 số tự động này em đã review quay cho toàn thể các bác mình biết, các bác mình xem, các bác mình ngắm. Các bác liên hệ cho bên em để chốt giá đẹp nhất cho mẫu xe này các bác nhá. Và bên em có mua lại tất cả các dòng xe ô tô cũ đã qua dụng với giá tiền hợp lý và có đổi xe nữa các bác có xe gì mang đến em đổi cho nhá. Vâng, và địa chỉ bên em là tại 90.2 Trường Chinh, phường Tân Bình, thành phố Hải Dương. Rất nhiều xe cho mình chọn và lựa luôn các bác nhá. Vâng, mình đến trực tiếp với bên em thì bên em sẽ bán cho mình một con làm sao giá hợp tình hợp lý nhất. Rồi, video về chiếc xe này em đã review xong. Các bác hãy nhớ ủng hộ em trong những video lần tiếp theo, trong những video tới các bác nhá. Xin cảm ơn toàn thể các bác rất là nhiều. Cảm ơn các bác đã ủng hộ. Vâng ạ.